42 ông tình báo thoát nạn nhờ tài lươn lẹo của Vũ Ngọc Nhạ. Khi Ngô Đình Diệm rớt đài, ông Nhạ lập tức leo lên tiếp cận Nguyễn Văn Thiệu, chễm trệ làm ông cố vấn lần hai. Sau cuộc đảo chính nhà họ Ngô, Công giáo phát triển rất nhanh. Vốn giữ chức vụ liên lạc giữa Ngô Đình Diệm và Công giáo, Vũ Ngọc Nhạ được Nguyễn Văn Thiệu liên hệ móc nối. Bằng vào tài năng và các mối quan hệ rộng, Vũ Ngọc Nhạ nhanh chóng được xem như một thân tín của Nguyễn Văn Thiệu trong lĩnh vực quan hệ Công giáo, trở thành một ông cố vấn lần thứ hai, với sức ảnh hưởng đến chính giới còn mạnh hơn so với thời theo anh em Diệm Nhu. Để khai thác một cách triệt để sức ảnh hưởng và nguồn thông tin, cấp trên đã mở rộng nhiệm vụ tình báo thành mạng lưới cụm tình báo A22. Các điệp viên này đều được giao nhiệm vụ luồn lách vào những chức vụ quan trọng. Thành công lớn nhất của cụm A22 là cắm được một cơ sở vào vị trí phụ tá tổng thống của Nguyễn Văn Thiệu. Do đẩy mạnh hoạt động quá mức và các vị trí có ảnh hưởng lớn đến giới chính khách, CIA nhanh chóng phát hiện thấy điều không bình thường và vào cuộc điều tra. Vì sức ảnh hưởng quá dây mờ dễ má, một năm sau CIA mới chuyển giao thông tin cho Tổng nha cảnh sát điều tra. Hầu hết người của A22 đều bị bắt giữ, bao gồm cả Vũ Ngọc Nhạ và các thành viên nòng cốt. Cả cục A22 gần như bị phá vỡ hoàn toàn. Giới chính trị Sài Gòn rơi vào sự lung lay chưa từng có. Khi xét xử, vụ án này được mệnh danh là vụ án chính trị của thế kỷ. Tình báo A22 tất nhiên họ sẽ không để yên như vậy. Nhóm quyết định đi một nước cờ ngoạn mục để thay đổi tình thế. Lợi dụng mức ảnh hưởng, các mối quan hệ, các bằng chứng cũng như các phe phái đối lập, cụm đã dẫn dắt từ vụ án gián điệp sang vụ án chính trị với mức độ rộng chưa từng có. Phiên tòa bị đổi hướng trở nên khó xử, lý do vì các hoạt động của các tình báo đều dính líu tới các chóp bu của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa như Tổng thống, Bộ trưởng Nhân dân biểu, thậm chí CIA. Nếu muốn tra tận nguồn gốc thì sẽ lộ ra vô số cái tên đủ làm giới chính khách sụp đổ. Các vụ việc được định tội đều bị lật trở thành những vụ việc do chính Tổng thống ủy thác. Cuối cùng, các thành viên tình báo A22 bị tuyên chung thân khổ sai hoặc thụ án 5 đến 20 năm tù. Trước mắt, họ đã thành công giữ được mạng sống, giữ được vị thế chính trị khi ra tù, đồng thời gây ra sự nghi kỵ lẫn nhau trong chính quyền Sài Gòn. Điều ngoài mong đợi đó chính là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lúc biết tin thì vẫn không tin vào sự phản bội này. Ông khăng khăng cho rằng đây là âm mưu của CIA dàn cảnh để chặt bớt những thân tín của ông. Cho nên trong thời gian Vũ Ngọc Nhạ và các đồng đội bị đẩy ra Côn Đảo, Thiệu đã thay tỉnh trưởng Côn Đảo thành thân tín của mình, nhắn gửi người đó phải chăm sóc Vũ Ngọc Nhạ cho tốt, không được để ông Nhạ chịu khổ cực, phải coi ông Nhạ như thượng khách mà đối đãi. Đến chính ông còn phải nói rằng, khoảng thời gian trên đảo, ông cho rằng đó là chuyến dạo chơi trên thiên đường. Bạn nghĩ sao về cái thế cờ ngàn cân treo sợi tóc này? Hãy cho kênh cảm nhận nhé. Nhớ like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo.